Hiện nay có nhiều loại lưu lượng kế để phục vụ trong công nghiệp tự động hóa. Tùy thuộc vào sản phẩm cần đo là chất lỏng hay chất khí, một số nguyên tắc cơ bản được ứng dụng vào cách đồng hồ hoạt động. Vậy lưu lượng kế hoạt động như thế nào? Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về lưu lượng kế từ tính. Lưu lượng kế từ tính là máy đo thể tích không có bộ phận chuyển động. Với lưu lượng kế từ tính, chất lỏng được đo phải có gốc là nước hoặc có tính dẫn điện, nhiệt. Nhờ đặc tính này, lưu lượng kế từ tính là một lựa chọn tốt để đo thể tích nước thải hoặc nước công nghiệp bị nhiễm bẩn hoặc tại những khu vực mà bạn không muốn tiếp xúc với chất lỏng được đo khi sử dụng lưu lượng kế. Cách hoạt động của lưu lượng kế từ tính dựa trên công thức Faraday. Điện áp được đo phụ thuộc vào vận tốc trung bình của chất lỏng nhân với cường độ của từ trường nhân và chiều dài của dây dẫn, khoảng cách giữa các điện cực. Trong khi lưu lượng kế từ tính hoạt động dựa trên công thức Faraday, các lưu lượng kế khác hoạt động theo các cách khác. Ví dụ, lưu lượng kế cơ học có một thiết bị quay bên trong như bánh buồng hoặc chân vịt. Chất lỏng chảy qua đường ống làm quay mái chèo bên trong, tạo ra tốc độ dòng chảy tỷ lệ thuận với tốc độ quay của mái chèo. Mái chèo quay càng nhanh, dòng nước qua ống càng lớn, qua đó tín hiệu cuối cùng được gửi đến PLC. Bên cạnh đó, các yếu tố như kích thước đường ống, nhiệt độ nước, v.v. đều được sử dụng trong công thức tương quan tốc độ quay với đơn vị đo như galông trên phút. Do có bộ phận chuyển động bên trong, lưu lượng kế cơ học có thể không phù hợp để đo thể tích nước bẩn mang nhiều hạt lớn, bởi các hạt này có thể gây hư hỏng hoặc cản trở các bộ phận bên trong lưu lượng kế. Lưu lượng kế xoáy được sử dụng để đo các xoáy nước. Về cơ bản, bộ phận cảm biến bên trong lưu lượng kế sẽ uốn cong và di chuyển từ bên này sang bên kia khi vòng xoáy đi qua, từ đó tạo ra tần số đầu ra, tỷ lệ thuận với thể tích dòng chảy. Bên cạnh các lưu lượng kế nói trên, còn có lưu lượng kế siêu âm. Nguyên tắc của các lưu lượng kế này là tín hiệu siêu âm được truyền xuống dòng chảy hoặc xuôi dòng trong khi tín hiệu khác được truyền ngược dòng. Vi sai của thời gian được sử dụng để tính vận tốc của chất lỏng. Vận tốc đó sau đó được sử dụng để tính toán thể tích chất lỏng chảy qua ống.